Xin chào mọi người, mình là Lê Thị Trinh, hiện tại mình đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia thì mình đã từng học qua một khóa NEO cơ bản, nhưng vì một số lý do nên mình đã bỏ giữa chừng. Và sau khi được bạn bè giới thiệu đến chào Beauty Academia thì mình đã học lại, bắt đầu như một người học mới. Và sau khi kết thúc khóa học thì mình rất là bất ngờ vì thứ nhất ở đây mình kiến thức của mình sau khi ra thì mình rất là tự tin về kiến thức của mình. Thứ hai là giảng viên ở đây dạy rất là nhiệt tình. Và đặc biệt điều mình thích nhất á, là sau khi kết thúc khóa học thì bên đây sẽ giới thiệu cho mình việc làm. Nên là sau khi mình học xong thì mình sẽ không sợ phải bị thất nghiệp. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Võ Tường Vi và hiện tại em đang là một sinh viên. Sau khi kết thúc một khóa học ở Chào Beauty Academy, em cảm thấy rất vui và hài lòng bởi vì giáo viên ở đây giảng dạy rất nhiệt tình và các bạn học viên rất là quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Và điều đặc biệt là sau khi kết thúc khóa học ở đây, em có thể tự tin làm cho bản thân, bạn bè và mọi người xung quanh những bộ nơ xinh xắn.